Nhân vật webtoon Na Kang Lim, tập 131, bí mật hé lộ. Kang Lim bấm cửa gọi, xin lỗi, có ai ở đây không, tôi ở phòng bên cạnh. Xong lại không có ai đáp lại lời của cậu. Kang Lim lại nói, không có ai ở nhà à, tôi có việc cần trao đổi, bất chợt cánh cửa lại tự động mở ra. Cậu đẩy cánh cửa ra đi vào bên trong, xin chào, có ai không? Kang Lim thấy lại không có ai, cậu đóng cửa lại nghĩ, cửa mở, và không có ai ở đây cậu nhìn xung quanh đánh giá, trông giống như là một căn hộ bình thường thôi. Trật Cang Lim nhìn thấy gì đó mà vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đúng như bạn mong đợi từ một tác giả, họ đã chuẩn bị khá ổn cho bối cảnh bộ phim này. Dường như tác giả đã đoán được rằng cậu sẽ đến nên đã để lại lời nhắn trên bức tường, đừng săn tìm tôi. Một khi cuộc thách đấu kết thúc, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau dù bằng cách nào. Cang Lim đứng đó nhìn lời nhắn của tác giả để lại cho mình mà suy nghĩ. Cùng lúc bên phía ngoài căn phòng, bong dáng một cô gái đứng đó nhìn cậu chẳng lẽ nào cô gái này chính là tác giả ư hoặc cũng có thể là một nữ chính trong nữ thượng thần a lát sau càng lim đi xuống công viên cậu ngồi nhìn lên căn hộ suy nghĩ mình đã tìm cả căn hộ nhưng không có bằng chứng nào để xác định người này tuy nhiên mình đã tìm được ba mảnh thông tin như mong đợi người nào đó chắc chắn sẽ có liên can đến sự kiện này và người đó là tác giả đầu tiên của esvk mình có nhiều nghi ngờ nhưng có hai điểm đã được xác nhận và cuối cùng Mảnh ghép cuối cùng của thông tin mới là. Người đó dùng từ này, thách đấu, trong lời nhắn. Thách đấu có nghĩa là kết quả chưa được xác định, một khi cuộc thách đấu kết thúc, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau dù bằng cách nào, theo một cách nào đó, nó có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội. Tình huống bất lợi hoặc không công bằng trong tương lai, nó sẽ không còn là cuộc đấu bất khả thi với 0% cơ hội thắng. Tại sao điều này lại quan trọng? Bạn có thể hỏi, bởi vì mình đã luôn luôn lo lắng, phải không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu số vòng lặp là có giới hạn? Và giống như mình đang ở trong vòng lặp, vòng lặp còn lại, không, nó đột ngột kết thúc trong một chương cuối trống rồng, nhưng ít nhất đến bây giờ, sự lo lắng đã biến mất. Và có thể giải thích theo cách này, mình có thể hiểu được tại sao vòng lặp lại thay đổi. Đầu tiên, nó chỉ xảy ra khi mình đi lạc khỏi cốt truyện, nhưng có lẽ bởi vì mình đã tạo ra các bước đặc biệt phá vỡ tiến độ câu chuyện của ESVK. Nó dần dần trở thành một dạng mắc kẹt trong những thử nghiệm đó và nếu ai đó muốn hành hạ mình, nhưng họ cũng muốn mình vượt qua thử thách này. Nếu vòng lặp là cuộc thách đấu với người đó, nó có nghĩa là mình không biết cái gì đang đe dọa hai đối thủ của mình là ai, nhưng phá vỡ vòng lập chính là thách đấu với họ. Nhưng dù mình nghĩ thế nào về nó, và lý do cho tất cả việc này là gì, hoặc họ là một đấng chúa trời nào chăng? Cang nhớ lại, và lý do cho tất cả việc này là gì, đừng nói với mình rằng họ thật sự bất ngờ về một bình luận nào đó. Cậu đứng dậy, bất kể nó là gì, mình cần xem qua cuộc thách đấu này. Tình huống này có lẽ sẽ tiếp diễn cho đến khi mình bắt kịp với tập ESVK. Cuối cùng, việc mình cần làm là duy trì giống như lúc trước. Càng Lim mỉm cười tự tin, chuẩn bị cho gia đình Du, và khi mình quay lại từ chuyến đi, chuẩn bị cho sự xuất hiện của nữ chính thứ năm và thứ sáu. Quay trở lại với phòng của câu lạc bộ APC, Kang Lim chống cảm chán nản, đó mới là kế hoạch cuối cùng. Để cắt bỏ việc săn đuổi, sự chuẩn bị của mình cho thứ năm và thứ sáu, mình không thể làm gì cả, không phải vì bất kỳ lý do nào khác, nhưng bởi vì mình không thể tìm thấy bọn họ trên màn hình hiển thị, không tìm thấy kết quả thử tìm kiếm với từ khóa khác. Nữ chính thứ 5 và 6 của ESV kép là hai người sinh đôi xuất hiện cùng nhau, không nổi tiếng như quân Mia. Hai người không được biết đến nhiều, do đó không có thông tin hoặc tìm thấy dấu vết gì của họ. Kể cả khi mình tìm kiếm trước đây, nó vẫn không có gì nhưng mình chỉ nghĩ rằng nó không đúng thời điểm nhưng tại sao vẫn không có chút thông tin nào thành thật mà nói trong quá khứ đã có rất nhiều điểm bất ổn nhưng bây giờ ai quan tâm mình sẽ để nó xảy ra mình sẽ tìm ra nó khi thời điểm đến thật đấy ha ha những vấn đề mình không thể khắc phục thì không đáng để lo lắng tư duy giúp cho một người tỉnh táo dù có nhiều vòng lặp cảm ơn vì tất cả điều này mình đã không phải chuẩn bị và mình đã tránh phải làm những việc đáng ngờ bởi bang ierim lúc này bên dưới thì có gì đó mà nhón nháo a. À. Cang Lim đi lại cửa nhìn xuống, nếu mình thực hiện bất cứ hành động gì, đây sẽ là tập bang Ierim, nhưng tại sao nó không giống như cuộc sống của ai đó đang bị đe dọa. Bên dưới là Ierim và Jami đang được quay quanh A, à, và với ESV kép, nó chỉ tập truyện một mức độ dễ thương, à đúng là dễ thương thật. Và ngày tiếp theo, Ierim đang đứng trò chuyện cùng mấy đứa học sinh hôm qua. Chợt nhỏ vội vã nói, à, xin lỗi, Tớ phải đi bây giờ, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Cái gì? Thông báo đó là ngay bây giờ à? Ai biết, cô ấy cũng rời ngay khi chuông reo ngày hôm qua. Cô ấy là một bí mật huyền bí à? Cô ấy né tránh những câu hỏi của tớ về sở thích, nhưng bằng cách nào đó, tớ nghĩ cô ấy có vài sở thích đẳng cấp, phải không? Kiểu nhạc cổ điển hay nhạc kịch, có lẽ. Ierim vội vã chạy đi, giống như các nhân vật ESVK khác, bang Ierim cũng có bí mật riêng của cô ấy và tập của cô ấy mở ra bí mật đó nhưng na kanglim hoàn toàn không quan tâm đến phần đó tới xe Ierim liền mở ra sau đó ngồi vào ngay lập tức mở điện thoại lên he he hôm nay là ngày tôi đang chờ đợi bởi vì bí mật của cô ấy chỉ đơn giản trên màn hình lại chính là một cô gái a cô quay lại rồi chủ nhân sự thật cô ấy là một hitaku hôm nay là ngày ra mắt bộ trang phục mới của marie chan yêu quý của chúng ta đã và xong chưa a à, nó đây rồi đây kia tôi phải làm sao đây nó dễ thương quá á à, à nhìn cái biểu cảm kìa rồi rồi về với đội khứa bốn mắt gấp luôn ha ha nhìn những ngọn tóc đầy màu sắc khác nhau của cô ấy nó là một cú đánh trực tiếp vào trái tim otaku của tôi nguy hiểm nguy hiểm có lẽ ví tiền của tôi sắp gặp nguy hiểm đầu tiên hãy rút lại đánh giá hành động và sau đó đi thẳng đến gacha he he giải thích một chút hitaku là cái gì đó là viết tắt của hidden otaku đó là những người che giấu sở thích otaku của mình với người khác otaku là một thuật ngữ tiếng nhật được người nhật sử dụng để chỉ những người quá say mơ manga hoạt hình hay trò chơi điện tử đến mức kỳ quặc lý do của mỗi người là khác nhau nhưng phần lớn thường là do sự phán xét của xã hội bạn vẫn ham mê những thứ đó ở tuổi này à những cái nhìn phán xét và những ngón tay chỉ trỏ đơn giản không thể trở thành một phần của xu hướng quá khứ bi thảm từ những lời sỉ nhục đó không tồn tại với bang ierim cô ấy lớn lên trong một gia đình giàu có nơi cô ấy ngập chìm trong tình yêu thương và bố mẹ tôn trọng mọi sở thích và hỗ trợ cô ấy hết lòng nên không hề có những đấu tranh gay gắt trong cuộc sống otaku của cô ấy đó là lý do cô ấy tròn giấu đi không thể hiện ra ngoài nếu bạn hỏi cô ấy lý do lý do sơ đẳng là mình xấu hổ những lời nhận xét như trông trưởng thành hoặc có sở thích đẳng cấp sao tôi có thể nói sở thích của tôi là phim anime cho trẻ em lửa tuổi 7 cộng Sao tôi có thể nói tôi đã tiêu một nửa tháng lương cho trò chơi những cô gái xinh đẹp? Nếu những người khác nhìn tôi với ánh mắt theo kiểu, a, à, tôi hiểu, ha ha, tôi chắc chắn sẽ không ngủ nổi. Nhưng sự cô đơn không phải lý do khiến cô ấy giấu diễm sở thích otaku của mình, kể cả với bạn thân Yuzami. Yami chắc chắn sẽ hiểu và ủng hộ bang Ierim, tuy nhiên, tình cảnh này xảy ra do một sai lầm lớn trong quá khứ. Nhân vật này dễ thương phải không, Ierim, bạn nghĩ sao? Nó ở trong một bộ phim hoạt hình, cậu có thích những thứ như này không? À có ai như S không, lớn già đầu vẫn thích xem hoạt hình đây, he he. Sau đó, trong bối rối, cô ấy đã mắc sai lầm. Ierim xấu hổ, he he he, tớ cũng không thích nó lắm, và kể từ đó, cô ấy không thể công khai mình là một otaku cho đến bây giờ. Jami ngạc nhiên, ồ, vậy à? Ba giây sau em nó mới ngơ ngác phản ứng, ể, gì, gì cơ, sao mình lại nói như vậy? Vì vài lý do, tôi đã bối rối và bột miệng nói ra điều đó. Nhưng đây là Jami đang nói chuyện, hãy thành thật, Ierim định nói thật lòng, ưm, uhm, thật ra. Thì Jami lại chuyển chủ đề, phải rồi, pháo hoa, ngày khác. Ierim sốc luôn, a, à, cậu ấy chuyển sang chủ đề khác rồi. Nhỏ khóc thầm trong lòng, không sao, khi nói tới chuyện đó lần tới, mình sẽ nói sau, mình sẽ nói sau, và kể từ đó, cô ấy không thể công khai mình là một otaku cho đến bây giờ. Quay lại hiện tại, cánh cửa của cửa tiệm mở ra, một thanh niên đi vào. Và sau nhiều ngày nằm dưỡng sức thì thanh niên bốn mắt cũng đã khỏe lại, sau khi hồi phục là thanh niên lại đi săn lùng mấy em vợ A, à, vu, cuối cùng, bụng mình đã dịu lại một chút. Nhớ đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé, quét mã QR bên dưới góc trái màn hình để ủng hộ cho S. Một ca ủng hộ của mọi người là động lực để mình tiếp tục ra thêm nhiều video mới ạ. À. Cảm ơn, mãi yêu.